Hàng này là hàng đất trắng men khử màu men lam nhé. Họa tiết cũng là màu xanh lam, vẽ tay. Và kích thước của cặp chén này là cao là 62. Và cái đường kính bụng của sản phẩm này là 38 nhé. Giá của cặp này là 14 triệu một cặp. Giá là 14 triệu một cặp. À, tất cả những sản phẩm như thế này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không sứt mẻ thì mới thanh toán. Và cái giá này thì có thể nó sẽ thay đổi theo thời gian chứ không phải lúc nào nó cũng cố định nhé. Mọi người xem cái thời gian đăng cái video ấy. Mẫu này là tứ cảnh tùng cúc trúc mai, bốn cảnh trên một cái khung này, bốn cảnh trên một khung nhé. Nhiều khách hàng ở xa muốn mua sản phẩm này nhưng sợ vận chuyển nó bị rơi vỡ thì riêng vấn đề này mọi người yên tâm, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không sứt mẻ thì mới nhận hàng. Âm thanh này, chúng ta nhìn cái hàng sứ khử nó rất là trắng tinh, trắng như đá này, cái nền đấy và cái chất men thì rất là bóng rồi. Cái độ bền màu cũng là vĩnh cửu, trọn đời với thời gian nhé, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng, nghĩa là nó sẽ như thế này mãi mãi với thời gian này, nó sẽ như thế này mãi. Đây là cảnh hình ảnh cây tùng này, đây là hình ảnh hoa cúc và chim chỉ này, hoa cúc và chim chỉ. Đây là cảnh hình ảnh cây trúc này, cây trúc hoa sen, chim công và hoa đào. Đây là trên nắp nhé, trên nắp của chóe cũng được vẽ bốn loại hoa biểu tượng của bốn mùa. Men thì rất là bóng rồi. Mặt trong này, nó đất nó sẽ trắng như thế này này. Đây là cái hàng sứ khử. À, cái độ dày của cái chóe này nó là 0,6 cm nhé. Độ dày của chóe này là 0,6. Chúng ta nghe cái âm thanh này. Rất là đanh trong vang tiếng nhé. Đây là dưới chân đây. Sẽ cuộn lật ở dưới chân và trên miệng lên cho mọi người cùng nhìn. Đây là dưới chân chóe này. Chân này đang để một cái bông để kê khi mà nung lên cái phần này nó không chạm vào cái phần miếng kê nhé. Bởi vì khi đất đấy nó còn co ngót nữa. Để tránh tình trạng cái miếng này, cái đất của mình nó bị phồng ra. Đây là trong này, trong cũng phủ men hết rồi. Sẽ quay cận vào một chiếc để cho chúng ta nhìn được cái nét vẽ ở trên cái tác phẩm này nhé. Cái đường nét vẽ tay thì riêng cái hàng vẽ tay này nhiều bác sẽ thắc mắc là tại sao nó có sẽ có nhiều mức giá, thì nó cũng có những loại nó sẽ đắt hơn và cũng còn lại nó sẽ rẻ hơn một chút thôi, cũng rẻ hơn nhiều. Riêng cái hàng khử này thì tất cả những cái dòng hàng sứ khử ấy thì đều họ sẽ đều vẽ rất là kỹ, đều diễn tập kỹ để có cái giá trị cho sản phẩm. Hiện tại trên thị trường nó có đang một có loại là dòng men oxy và dòng men khử. Men khử là cái loại cao hơn oxy nhé, và nó cũng đắt hơn, hơn thường nó sẽ phải đắt hơn gấp tầm 3 lần so với hàng oxy, đắt hơn gấp tầm 3 lần nữa. Chúng ta nhìn này, nét vẽ này, chim hạc nhé. Âm thanh thì rất là đanh trong và vang tiếng rồi. Âm thanh rất là đanh trong và vang tiếng. Mình sẽ quay song cảnh ra cho mọi người cùng nhìn nhé. Ví dụ như cây tùng đây đúng không? Mình sẽ quay cái này là cây tùng ra này. Cái tứ cảnh này có một cái hay là chúng ta bày được nhiều kiểu. Ví dụ như là bày mặt cây tùng này ra là đã được một cảnh rồi nhé. Và chúng ta có thể bày xen kẽ một bên tùng, một bên cúc, một bên tùng, một bên hoa đào, nói chung là bày xen kẽ cảnh thoải mái nhé. Đấy, nó sẽ được rất nhiều kiểu bày khác nhau với cái mẫu tứ cảnh này. Mẫu tứ cảnh nó hay ở chỗ đấy. Hoặc là nếu như đấy là với cái góc bày là chúng ta bày tựa lưng vào tường thì chúng ta sẽ bày kiểu như vậy.
Còn nếu như mà chúng ta bày giữa không gian nhà ấy, thì cái tứ cảnh này nó sẽ có một cái ưu điểm là đứng từ góc nào chúng ta cũng có thể nhìn được cái cảnh vẽ ở trên cái bình. Nghĩa là ví dụ chúng ta đứng ở đằng sau chúng ta cũng nhìn được này. Nếu như mà bày ở giữa nhà ấy, chúng ta cứ tưởng tượng như vậy. Cái tứ cảnh có cái hay là như vậy nhé. Chim công này. Vừa nãy thì mình đã quay gần vào để cho mọi người nhìn cái nét vẽ rồi. Quảng cáo ở trên này như thế nào thì thường hàng bên ngoài sẽ in như vậy mọi người nhé, cầm rất là chắc tay đấy. Nếu như mà bác nào mà có ý định mà quan tâm thì mời các bác có thể đến cửa hàng tận cửa hàng xem sản phẩm thực tế chi tiết. Và những cái cặp chéo này thì không phải lúc nào cũng có sẵn nhá, lưu ý với mọi người không phải là lúc nào cũng có sẵn đâu. Ví dụ mỗi một mẫu thường như này chúng bên em sẽ sản xuất ra tầm 2 mẫu bán hết thì mới lại làm tiếp chứ không sản xuất. Ví dụ như là một mẫu này mà ra hàng chục sản phẩm là không không sản xuất. Nghĩa là phải làm đa dạng mẫu. Và thường làm một cặp chéo như này sẽ mất từ 10 cho đến 15 ngày nhé. 10 cho đến 15 ngày. Nên là bác nào ví dụ mà thích mẫu này có thể căn căn cái thời gian để có thể đặt hàng nhé. Và mọi người có thể xem thêm nhiều những sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết nhất ở trên kênh YouTube và kênh Gốm Sứ Bát Tràng nhé, hoặc là truy cập vào kênh vào mục danh sách phát ấy. Để mọi người vào mục danh sách phát, sau đó mọi người tìm những cái dòng sản phẩm để xem thực tế và xem video chi tiết nhất. Sau khi xem xong những video của mình, rất mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, chia sẻ để nhiều người biết đến những sản phẩm Gốm Sứ Bát Tràng của Việt Nam nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này và xin chào. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm 2 kênh. Ở kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của 2 kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Đó, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.